Doraemon là một nhân vật rất nổi tiếng, xuất hiện rất nhiều trong phim hoạt hình và truyện tranh. Vậy sẽ như thế nào nếu nó xuất hiện trong game Poppy Playtime? Bạn thân ơi, vui quá là vui. Ba ước mơ của tôi thần kỳ. La 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 la. Imo. Ông ơi, em hát cái gì đấy? Đây là bài hát Doraemon tiếng Việt mà. À, thế à? Bảo sao anh nghe thấy quen quen. Được rồi, chúng ta lại gặp lại nhau. Và do ốc và các bạn yêu cầu nên anh sẽ làm Doraemon xuất hiện trong Poppy Playtime. Ông ơi, em sẵn sàng để nhìn thấy Doraemon chưa? Sẵn sàng. Doraemon có gì đâu mà không dám nhìn các bạn. Quá bình thường. Bùm. Umbala. Doraemon xuất hiện ra. Xem ảo thật thế này. Xem thủ hình của anh như này. Wow. Sao Doraemon trong này chân dài thế? Đây, đây là Doraemon trong Poppy Playtime nha các bạn. Chân dài, siêu dài luôn, chân dài miên man. Trời ơi, tay chân thì vẫn là hình tròn, đầu vẫn hình tròn, nhưng mà cái chân lại dài đột biến, không hiểu. Chắc là do ở trong Poppy Playtime họ kéo chân. Ui, đứng lơ lửng trên không các bạn ạ, ảo thế đấy. Không hiểu kiểu gì, vẫn đang cười nha, Doraemon lúc nào cũng cười các bạn ạ. Hello Doraemon. Ui, 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 ui. Có cả gấu bông Doraemon các bạn ạ. Đây, mấy món đồ chơi này đều là Doraemon nhá. Mặc dù ở tên ngoài hộp là Huggy. Trời ơi. Đấy, đây là xung quanh Doraemon này các bạn này. Ui, cái đuôi trông đáng yêu thế này. Ừ, tất nhiên rồi, Doraemon đáng yêu mà. Đấy. Không hề nói điêu chứ Doraemon rất là đáng yêu. Và bây giờ sẽ đặt bàn tay màu xanh vào đây để chúng ta lấy được cái chìa khóa. Rồi, ok. Đấy, liệu là tí Doraemon nó đuổi mình có kinh dị không nhờ ốc nhờ? Em cũng không biết, tò mò phết đấy. Thôi để anh làm việc nhanh chóng để chúng ta gặp được Doraemon nha các bạn. Doraemon đã biến mất rồi ốc ạ. Chắc chắn rồi, đến đoạn này con quái vật nào cũng biến mất luôn. Ờ, nó biến mất để nó đến cuối game đợi mình đấy, đây này. Nó mới chạy vào đây thôi. Đúng không? Bàn tay của Doraemon kìa các bạn. Đấy, bây giờ mình thử dịch chuyển vào trong đấy xem Doraemon đang làm gì đấy đi. Ui, ốc ơi. Đây là tay của Doraemon thò ra đấy để bảo vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây, vào đây, vào đây. Ôi trời ơi. Vào đây chơi với mình. Đây là hình dạng của Doraemon bên trong này các bạn này. Đấy. Đang đứng ở trong cái đường hầm này, thò tay ra ngoài cánh cửa. Ui. Và tay này thì xuyên qua tường luôn các bạn. Ờ, một nửa người trong map, còn một nửa đứng ngoài map luôn các bạn. Cái chân thì thọt bên dưới luôn. Giống như kiểu Huggy Huggy vậy. Nhìn Doraemon có như kiểu ngày xưa mình bị đứng xó nhỉ. Kiểu bị đứng cô giáo phạt bắt đứng úp úp mặt vào tường á. Rồi, thôi rồi, chúng ta tiếp tục hành trình nhé các bạn. Doraemon ơi, đợi mình với, cho mình đi chơi với. Đi rồi, đi rồi. Trời ơi, chả bắt được Doraemon để lấy được bảo bối nhỉ các bạn nhỉ. Nghe nói Doraemon rất nhiều bảo bối thần kỳ. Ông ơi, em thử ngó xem có phải con Huggy ở đây không nhá, hay là Doraemon nhá. Chắc chắn là Huggy. Ui, ui. Hello. Hi. Huggy mồm trắng các bạn ơi. Ui, chắc là Huggy bị ốm rồi các bạn ạ. Ờ, cái môi của con Huggy nó màu trắng luôn các bạn ạ. Kinh quá. Không hiểu kiểu gì. Ờ, nó thụt vào trong rồi. Chúng ta gặp Doraemon chứ không gặp Huggy, kệ nó đi. Ừ, thôi bạn ốm nhưng mà mình cũng kệ bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy được cái bàn tay màu đỏ để đi nối điện. Bàn tay màu đỏ của ta. Rồi. Bàn tay nào vào đây, bàn tay nào vào đây. Mở cửa luôn. Mở cửa ra cho ta đi nối điện để gặp được Doraemon. Bùm. Ui, anh sửa điện rồi. Giờ nhanh chóng bấm cái nút này. Bấm đi. Bấm được rồi, đấy. À. Umbala, nhà máy hoạt động nha. Ui. Rồi, ta làm gì ốc? Làm đồ chơi chứ mà làm gì. Đúng rồi, làm một món đồ chơi để mở được cái cánh cửa này gặp Doraemon. Anh rất là thần tượng Doraemon luôn đấy. Đúng rồi đấy, em cũng rất thích Doraemon bởi vì Doraemon có rất nhiều bảo bối rất là hay luôn. Ừ, không biết trong này Doraemon có dùng bảo bối để chọn mình không ta. Mình đã đặt món đồ chơi vào đây và mở được cánh cửa này ra rồi. Bây giờ ốc và các bạn đã sẵn sàng để gặp Doraemon chưa? Sẵn sàng. Đấy, Doraemon trong Poppy á, chân dài á, như kiểu siêu mẫu luôn. Ê. Ui, Doraemon chân ngắn em gặp rồi nhưng mà chân dài thì bây giờ mới nhìn thấy đấy. Ui, nó đang đi kìa. Hello Doraemon.
các bạn ơi, Doraemon đang kết quốc. Mà nhìn mặt nó rất là hiền lành, như kiểu chắc là không tấn công mình đâu nhỉ ông nhỉ? Cái gì đang đuổi mình cái kìa, chạy đi còn kịp. Nhưng mà mình hơi bị ghê với những cái thứ gì mà đuổi mình nhá. Rồi bây giờ mình thử nhảy đây xem nào. Doraemon lêu lêu. Lêu lêu Doraemon. Ông ơi, em nhìn kỹ xem trên người Doraemon có bảo bối gì không. Mình lấy bảo bối mang đi chơi, nghe nói Doraemon rất nhiều bảo bối đấy. Nhưng mà như con này không có rồi, nó chỉ muốn đuổi mình thôi. Hay là Doraemon hàng pha kia? Hay là Doraemon này đã bị Poppy điều khiển? Ủa cái mồm nó to gì kìa. Ui cẩn thận đấy, nó nhai đầu mình, em sợ lắm. Anh nhảy một phát dẫm vào đầu nó, chạy đi cho ốc xem nhá. Ấy. Ê. Rồi các bạn ơi, các bạn thấy mình đỉnh chưa? Rồi, bây giờ anh thử đứng lại xem nó có tấn công anh không nhá ông nhá. Ấy, anh tạm dừng cái đoạn này rồi. Đây, đây là tư thế Doraemon đang tấn công mình rồi các bạn. Không phải nó hiền lành đâu. Trời ơi, cái mồm nó to quá. Ui trời ơi, tay nó bắt chéo luôn các bạn. Ôm mình rồi nó nhai đầu mình. Đây, đây là tư thế Doraemon đang bắt mình nha các bạn. Đây, mình là cái đứa mà đang có hai bàn tay đang đứng ở chỗ đoạn này. Đấy, Doraemon đang lấy tay. Đấy. Sợ lắm các bạn ơi. Trời ơi, Doraemon phiên bản quái vật hả? Đúng là hỏng hết tuổi thơ của anh nữa ốc ạ. Ừ, thôi chết rồi. Cẩn thận nó nhai đầu mình, tí nữa anh mà về lại vị trí cũ là nó nhai đầu đấy, em sợ lắm. Nó còn nhai cả cái chuông của nó luôn. Các bạn đã sẵn sàng để Doraemon ăn thịt chưa? Chúng tôi chưa sẵn sàng nhưng mà chúng tôi vẫn phải sẵn sàng. Sợ quá. Không sẵn sàng cũng bị ăn thịt thôi. Doraemon, mau chạy lon ton ra đây đi. Doraemon đi xuyên tường kìa. Thế đây các bạn ạ. Chạy đi, chạy khỏi Doraemon đi. Doraemon quả lâu bắt được mình. Đố bạn bắt được mình, không bắt được làm chó. Doraemon là mèo mà. Làm mèo thì nó vẫn là như cũ. Mình phải làm chó cơ. Mèo bây giờ thành chó nó mới kỳ lạ. Rồi bây giờ sẽ làm lava dâng lên. Lava dâng lên đi. Lava dâng lên đốt Doraemon. Doraemon ơi. Chết rồi, chạy đi. Các bạn ơi. Anh sẽ chạy vào cái cầu thang này. Nhanh lên. Rồi. Còn cái nịt nha. Từng lava lại. Doraemon à, làm sao mà bắt được mình. Hello Doraemon. Rồi, nó chìm trong lava, nó không bị sao luôn các bạn. Nè, mình đứng gần nó này. Mình đứng cái đầu luôn cho các bạn xem nhé. Uy tín chưa? Doraemon mắc vào cái lan can chắc không ăn được thịt mình. Tết mông. Ôi cái đầu đó các bạn ạ. Buồn cười ra mặt. Hello. Xin vĩnh biệt. Doraemon. Trời ơi. Ui, nó xuất cái hộp vào mặt mình, tí thì vỡ mồm các bạn. Còn lâu đi nhá Doraemon nhá. Mình sẽ chạy thoát khỏi bạn cho mà xem. Chạy đi. Trời, Doraemon thông minh quá các bạn ơi. Tự nhiên rồi. Nó là một con mèo máy mà. Đấy. Nhưng mà con này không có bảo bối nên là không có sợ lắm. Nó mà có bảo bối thì đúng là mình không chạy thoát khỏi nó đâu. Đều, tiếp theo. Hello Doraemon nhá, mình đi đây. Ui. Cái đầu của nó ngửa ra, cái kiểu gãy ấy. Các bạn ơi, mình đứng trên cao và xem cái đầu của nó kìa. Ôi, ảo thật đấy các bạn. Ui, đầu quay tròn luôn. Chính quá, mau trốn khỏi nó đi. Bây giờ mình sẽ chạy qua bên này. Nhảy lên. Ui, hụt rồi các bạn ơi. Ấy, nó vẫn nhìn thấy mình. Ui. Nhìn cái mông của nó buồn cười quá, Bêu Quỳnh Thành ạ. Hello Doraemon. Ủa. Ui, nó phát hiện ra mình rồi đấy. Ui, chuồn, cất cánh bay cao, thì thấp bay vừa, thì thôi. Nó nhìn thấy mình không? Nó nhìn thấy rồi. Doraemon ơi, mình xin lỗi, bạn đừng bắt mình nữa nha. Nó đang tìm anh ấy. Ủa, thế hả? Mình dụ nó qua bên kia, mình chạy qua đầu này đi ốc ơi. Biết nó có phát hiện ra mình không? Ôi dồi, nó đứng ngay chỗ cửa vào. Trốn ở đây. Chắc không thấy mình đâu. Trốn ở đây là sao mà trốn được? Phải đi đến cái cột to. Đã bảo là không trốn được đâu. Anh tưởng giúp ở đây nó không cắn được.
đồ ngu. Các bạn ơi, mình đã tạo đây ba cái đoạn băng truyền để chắn cái đường ra của con Doraemon rồi. Bây giờ mình thử rụ ra xem nó có đi qua đây không nhá. Ok. Hey, Doraemon ơi, mình chắn hết đường đi của bạn thôi. Ui, Doraemon đi xuyên qua băng truyền luôn các bạn. Ảo thật đấy, làm sao mà Doraemon có thể làm thế được nhờ các bạn nhờ. Ui, đáng sợ lắm, mau chạy khỏi Doraemon đi. Ý, Doraemon ơi, bây giờ anh sẽ xóa cái đoạn này nhá. Trời ơi, bảo tắt mình vừa làm hụt các bạn ạ. Vừa làm hụt các bạn ạ. Đây, bây giờ mình sẽ làm lại, mình sẽ xóa cái nền nhà này để cho cái con Doraemon nó không có bắt được mình. Đấy, rồi bây giờ chúng ta sẽ xóa nền nhà này các bạn. Nền nhà Doraemon rơi rồi. Doraemon ơi, mình rơi cùng bạn nè. Đấy, rơi ra ngoài thế giới luôn này. Đấy, map trên kia các bạn, mình rơi xuống tận đây luôn. Ui, Doraemon cứ rơi mãi rồi. Mình cũng rơi mãi rồi các bạn. Doraemon ơi, đợi mình với. Ui, thế là thôi. Không biết rơi đâu luôn rồi các bạn ạ. Tôi om chả nhìn thấy cái gì cả. Thế là hai đứa cùng chết chứ. Chả ai làm gì được nhau. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà như thế này. Rồi, mình sẽ chạy thoát khỏi Doraemon nha các bạn. Không nhây nữa. Chạy đi, chạy đi. Hi hi. Doraemon dẫn bay đi. Ui. Quay mông vào mặt khán giả thế là không được rồi. Chạy đi, chạy đi. Chạy nha, bye bye Doraemon. Ủa. Ủa. Mình đi đây. Nó bị Doraemon truy đuổi rồi các bạn ạ. Lần đầu tiên nhân vật mình yêu thích đuổi mình ăn thịt các bạn, ghê dã man luôn thế. Ui, nó đến, đây. Đây, Ui, Doraemon ơi, mình hâm mộ bạn lắm, bạn đừng ăn thịt mình. Ui. Chạy đi. Căng thẳng dã man luôn. Doraemon ơi, mình là fan của bạn nè, đừng ăn thịt mình nha. Nói thế thôi, nó tóm được mình, nó gặm đầu mình ngay đó các bạn. Thôi cứ chạy đi. Úi dồi ôi. Ui, Doraemon đang đuổi mình. Sắp thoát được rồi các bạn ơi. Chui xuống dưới đây. Bye bye. Mày không thoát được đâu con trai. Tôi bị không tình yêu. Đi qua mình được các bạn. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chui qua bên kia xem nó đang làm gì nhá. Sao cái mông nó lại cong lên thế này. Mông cong các bạn ạ. Đang đứng nhìn mình. Đợi tụi mình chạy đây á. Nó sẽ lao ra đuổi tiếp đó. Đây là tư thế chờ đợi mình nhé các bạn. Rồi chúng ta tiếp tục nhá. Ui, đây này, nó sẽ chạy ra từ đây này các bạn. Ui. Đấy, Doraemon nữa các bạn. Còn Doraemon thôi. Cho nó rồi, các bạn. Tết mông Doraemon, tết mông nè. Mình tết mông bạn nè. Cái đầu nó quay tròn luôn. Ảo rồi đấy. Sao bị mất rồi. Cái đầu nó quay. Ui, chổ mông vào mặt khán giả luôn. Tết mông nè. Rồi. Kéo xuống đi. Anh sẽ không kéo đâu các bạn. Đợi nó bay gần mình sẽ dừng lại nhá. Ui, em sợ lắm. Ấy. Đây là tư thế nó phá cửa lao ra đuổi mình nè các bạn này. Ui, nhìn kinh thế. Rồi các bạn ơi, đây là tư thế nó lao ra bắt mình. Đây là hai cái bàn tay của mình đang tính kéo cái hộp này nhưng mà mình chưa có kéo. Ấy. Trời ơi. Con này á, nó vươn dài người hết cỡ luôn để bắt mình đó các bạn. Đấy các bạn, đấy, nó đi nhanh quá còn bị mờ ảo ảo này. Ui. Đấy, bây giờ mà mình trở lại một cái thôi là mình sẽ bị nó tóm được các bạn ạ. Vì mình chưa kéo cái thùng này xuống. Hay là cứ thử kéo xem có kịp không. Ok nhá, bây giờ anh chuyển lại bình thường và chúng ta thử kéo xem có kịp không nha các bạn. Không có kịp đâu ạ. Khi mà đã phá được cánh cửa đấy rồi mà mình chưa kéo cái thùng là mình chết chắc luôn rồi. Rồi các bạn ơi, mình đã tạo đây một đống hộp đồ chơi rồi để chặn đường con Doraemon nó đi ra. Bây giờ chúng ta đi vào xem cái Doraemon có đi qua xuyên ở chỗ này không nhẽ ông nhá. Ok. Đấy, ui. Bùm 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 bùm. Ôi. Ui. Ảo rồi đấy các bạn ạ. Sao đây? Mình cũng bị bắn đi. Ui. Nó cứ dẫm lên cái thùng này là nó bị bay ấy, buồn cười lắm. Ông xem nhá. Anh trốn vào đây này. Ui. Anh trốn vào đấy thì xong phim. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tạo ra một bầy Doraemon đây nhá, xem chuyện gì xảy ra nhá. Ui. A few inches later. Ông ơi, ông nhìn thấy gì không? Rất là nhiều Doraemon đây luôn. Đấy,
rất nhiều Doraemon đang đứng tư thế đấy, buồn cười đấy các bạn. Đấy, mình đi đâu là chúng nó nhìn mình này. Đấy. Vé thuộc Wings. Ảo chứ các bạn. Thôi cho con Doraemon nhân vật chính ra đi. Ok nhá, bây giờ chúng ta chạy vào đây để dẫn Doraemon nhân vật chính ra. Có biết chuyện gì xảy ra thì các bạn nhỉ? Đấy. Chạy vòng này sẽ nó bắt được mình không? Lêu. Nó không đi qua thì chắc chắn bắt mình. Đứng lại rồi, đáng ngỏ cái mặt nè. Ui dồi ôi, rất nhiều Doraemon các bạn, buồn cười lắm luôn đấy. Hello. Ui, nó đi được. Chỗ đấy nó đi được, mình phải chạy qua bên này luôn. Đấy. Không làm gì được mình luôn, mình đứng ở đây này. Đang đi ra đấy. Không đi được rồi, mắc mấy cái con kia không đi được. Mà mấy con này nó không có tấn công mình luôn các bạn. Đấy. Bạn ơi, bây giờ mình thử cho lava dâng lên xem chuyện gì xảy ra nhé ông nhá. Lava mau hiện ra. Ui, nó đi được kìa. Ui, bọn kia chìm hết, còn con này nó đi được. Các bạn ơi, mấy cái con Doraemon đứng kia là nó bị chìm xuống dưới, còn cái con này nó nổi lên bắt đầu nó đi, nó bắt được mình ạ. Hí 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 hí, Mon ơi Mon. Ui nó đi trên không kìa. Ui nó đi trên không luôn các bạn. Nó chặn đường mình, thì phải rụ nó ra đằng này đã ông ơi. Ui, nó đang đi khó khăn lắm. Rồi ok rồi đấy. Nó ra đầu này rồi. Ê, mình sẽ nhảy qua đây ông ơi, nhảy lên. Đấy. Doraemon ơi, tao đã tạo cho mày rất nhiều bạn Doraemon kìa. Đấy, một bầy luôn các bạn. Bây giờ mình thử nhảy vào cái đống Doraemon kia xem cái con Doraemon này có bắt được mình không nhá. Đấy. Đó, này qua đã. Có nhảy được không ta? À, được. Được, sẵn sàng chưa các bạn? Sẵn sàng. Trời ơi, bọn nó hình như truyền mình cho cái con Doraemon kia ăn thịt thế sao á? Tao không thích mày. Doraemon ơi, bạn sẽ bị mình cho. Ui, chưa chạy vào mà hốt quá chạy ra luôn đó bạn. Làm bay đi Doraemon. Ôi bạn ơi, ôi bạn. Cột luôn. Ảo ma thật đấy các bạn ơi. Trốn đi, mau trốn đi. Hi, Doraemon ơi, đố bạn bắt được mình nha. Mình lại trốn vào đây. Kéo thùng này ra chặn Doraemon đi. Ui. Nó nhìn thấy mình xuống. Rồi. Ngồi xuống đi. Đấy. Amazing, good job em. Rồi, và bây giờ sẽ cho lava dâng lên. Dừng lại, rồi chúng ta sẽ vào đây xem con Doraemon có đi qua được không nhá các bạn. Đấy, cái cửa bây giờ nó còn bé xíu này thôi, vì lava dâng rất cao rồi. Ui, nó lại đi trên lava luôn ý. Đấy, đi xuyên tường luôn các bạn, ảo thật đấy. Ui, game này hack rồi. Hack rồi. Mình chui được vào đây không? Mình chui được vào đây nè. Chạy trốn trong lava các bạn ơi. Bây giờ mình chạy trốn trong lava nào. Không chạy được, vì mình không nhìn thấy bên dưới đây mà. Không đi được đâu. Bây giờ mình phải làm cạn lava đi thì mình mới di chuyển được. Rồi, cạn lava. Cạn kiểu gì mà lại cao thế? Đấy, cao lên thì nó mới cạn được chứ. Rồi, lần này mình sẽ chạy thoát khỏi Doraemon. Bye bye Doraemon nha. Có mà chủ quan. Nó sắp bắt được mình rồi. Ui. Rồi. Doraemon ơi, tha cho mình đi, mình là Nobita nè. Trời ơi, mình là Nobita. Bạn Doraemon ơi, mình là Suka nè. Ui, Doraemon gì mà không tha cho Nobita này. Ôi. Trốn đi. Rồi. Lại qua đây.
Ý, táng có mặt đâu đấy bọn, táng có mặt. Chạy luôn. Doraemon ơi, bạn không bắt được mình đâu. Bye bye. Bye bye Doraemon nha. Mình đi đây. Ui, mặc dù bạn suýt bắt được mình nhưng mà bạn sẽ không bắt được mình đâu. Sao chưa? Ui, Doraemon ơi. Trời ơi. Doraemon rồi, biêng đầu luôn các bạn. Mình tiêu diệt Doraemon rồi các bạn ạ. Nhưng mà hình như đây là Doraemon hàng pha ke sao ấy. Hàng này bị Poppy điều khiển. Doraemon cười kìa. Kung Fu Panda cười. Kung Fu bị ngu ấy. Đấy, trời ơi các bạn. Đấy, tay này cũng hoàn toàn là vằn như mấy nhân vật khác thôi. Đấy, tư thế như kiểu đang bị chạy. Ờ, cái khúc rơi này như chân ngắn đi nhiều á. Thì nó co chân lại mà ốc. Đấm vào mông bạn cái này. Rồi các bạn ơi, vậy trong video ngày hôm nay mình và ốc đã cho các bạn xem Doraemon xuất hiện trong Poppy Playtime trông như thế nào. Còn bây giờ mình xin phép dừng video tại đây thôi. Bye bye. Nhớ like video, 10.000 like chúng ta sẽ có video mới nha. Rồi, đăng ký kênh nữa thì mới xem được, nhận thông báo khi mà mình có video mới chứ. Bye bye.